Rồi, hello, chào mừng bạn đến với kênh video của Trung. Thì bữa nay theo chu kỳ tới lịch đã lên thì Trung cũng có cái clip nhỏ nhỏ chia sẻ các bạn cách bón phân cho những cái vào mùa mưa ha, và trong thời kỳ cái mai mình nó cần dương đọt, mà nó cần dương đọt bự ra. Thì đây trước mặt Trung thì có cái mai Trung đã giao lưu cho em trai kia rồi. Cây này còn nó còn cái mai số là 095 nè, hồi xưa nha. Bây giờ hết rồi thì sẵn đây Trung sẽ làm những cái clip này để bón phân cho cây mai này. Và em nó mua rồi nhưng em nó còn gửi đó, thì mình phải có nhiệm vụ mình phải chăm sóc cây mai và bón mai làm thật tốt. Thì cây mai này rất xanh tốt mà chứ phải là ấy nha, mà điều nó già là nó trong thời kỳ thì dạng lá chừng là không chừng lại, thì mình phải bón phân cho nó ha, bón phân cho em nó, cho em nó được ra đọt non. Thì cái trong thời kỳ này chừng nào khi nào nó hết tháng 6 rồi mình sẽ chừng phân lại ha, mình sẽ chừng phân lại đây. Thì hai gốc này nó xù và em này em đã giao lưu rồi, thì em đã lại đây mới làm lên đấy. Gốc xù đẹp à, hồi xưa ha. Thì hai cây này em đây cây kia cây để mình làm cái này, hồi xong mình sẽ làm cây kia luôn. Thì mình sẽ đem cái mai lên đây mình dựa cho các bạn là mình cho các bạn mình lấy cái mai mình làm mẫu á, là các bạn biết là cái la mình đang chừng là vậy, nó đã già hết như vậy rồi thì mình sẽ cần bón cho nhiều lần phân. Thì nói chung thật cái phân thì nó đơn rất đơn giản, mà phân bạn bón của phân nào được. Thì bữa nay Trung sẽ bón phân bo xanh. Bo xanh là cái chữ nó viết không dấu, không biết bo xanh hay là bỏ xanh hay là cái bò xanh gì đó ai biết đâu, thì nó viết không dấu, nói chung chỉ đọc là bo xanh ha. Bo xanh này tại nó viết cái bo mình đọc bo, cái xanh đọc xanh mình không đọc dấu. Thì trong đó là phân đó là nó có 14 cộng TE nha bạn. 14 đầu là đạm ha, 14 giữa là lăng, 14 sau là kali, và cộng TE là nó cộng thêm những cái chất phân họ những cái chất như là kẽm đồng sắt gì đó, rồi nó chặn cộng mình thấy có cộng TE là mình chơi hả. Thì đây trước mặt Trung thì Trung có bịch phân như tôi nói đây là phân bò xanh, thấy không ta, thấy phân không ta, vậy đố ai mà thấy được cái bịch phân. Mình lấy cái ghế ra. Chia sẻ cái gì cũng phải cái thiệt tình đúng không? Chia sẻ mình bỏ nói là mình phải làm. Anh lại bỏ thì anh em cũng yêu mến mình nên mình cũng ráng mình làm. Đây mình có bịch bò xanh này, là mình cũng nói thiệt là mình đã khuyên bạn rồi, nhà mình có phân gì xuống đó. Phân bò xanh này là hồi xưa mình trồng mới trồng cao su á, cao su mình này được 4 năm rồi. Thì mình thấy bỏ lá nó cũng tốt, nên nó dính nó cũng sung á, thì mình xài. Còn cái đây là phân NPK của Thái hạt xanh đây. Là nó 30 10 đây. Thì phân này mình mua, phân đó mình mới qua rồi mình không bỏ ha. Hồi trước mình có chia sẻ các bạn là loại mình phun thuốc đầu trâu đây. Đầu trâu này mình phun nè, đầu trâu là mình phun. Là đầu trâu 501 đây ha. Đây, đầu trâu 501 mình phun đây. Thì mình có chia sẻ các bạn rồi. Thì giờ mình sẽ bón, tiến hành bón lần phân này cho nó ha. Lấy đi chúng cái bịch cách nó ghê, bịch này bón đất. Đây. Phân bò xanh thì nó có cái hạt màu tím như vậy, màu tím này thì bữa hôm mình đã chi bạn mấy cái clip trước á, mình cũng đã đem y cái bao cho bạn xem rồi. Y cái bao thì nó một bao đó, mình nhớ một bao hình như là 50 kg á, mình mua là hình như là 500 mấy một bao, mình bỏ cao su á, thì mình đã để dành là ít ký mình bón phân. Thì mình thấy cái loại này bón như cao su thấy nó cũng tốt lắm, nó lá sung mà xanh lá mướt lắm. Thì mà mình cũng đã thí nghiệm phân mình rồi, mình thí nghiệm bón cao su mình cũng đã tốt rồi. Thì ở đây mình có cái chai phân bón đầu trâu 501 ha. 501 thì mình bón là mình lượng hết. Ví dụ một cái cây mai ba lớn vậy ha các bạn. Cây mai ba lớn vậy. Thì mình sẽ ba lớn vậy thôi. Bạn bón phân ít mà bón nhiều lần nó sẽ tốt hơn bạn bón một lần nha, nó sẽ hấp thụ được. Mình để một nắp vừa đầy các bạn, một nắp vừa đầy. Là mình bón một nắp này mình bón cho hai cây nữa này các bạn. Hai cây nha, chứ phải một cây nha. Một nắp để một cây nó có khi nó vừa tiêu á. Thì bón phân này các bạn muốn nó cho nó bền nó chắc á thì bạn nên môi nó sơ lên. Ủa phân cái mai này rải nhiều quá môi hết được luôn. Rải nhiều quá. Thì bạn nên môi sơ lên ha. Và rắc nửa nắp vô theo dành chậu nha. Dành chậu thì đó, rắc nửa nắp vô theo dành chậu ha. Rồi bón ít thôi, bón nhiều là nó đi lên đường. Phân này nó cũng đạt. Cái phân này đặc biệt là nó rất mau, cũng mau tan lắm ạ. Để mình bỏ cho bạn xem. Đó. Thì đây cái hộp phân này, hộp phân mình mới bỏ ra ghế, rất là ghế đây, rất là ghế nó đã tan rồi đây, rất là ghế này nó đã tan rồi, còn thêm đã tan nát luôn ha, tan nát mình quên tới cái ca nước rửa tay này không, tan nát nó rất mau tan mà, bỏ bằng tối bằng bỏ gì bằng sáng là nó sẽ tan hết nha.
thì bằng tưới nước thì nó sẽ xuống. Rồi còn mình nên nhớ là hai cái nắp cho nó lưng lên rót nó nắp này lưng các bạn, nắp này phân bón đầu trâu mình nè, bọn nó đó đầu trâu 501 cái loại nhỏ đây nha, chứ còn cái loại chai bự khác nha. Thì bạn thấy cái chai có nó có loại phân bón đầu trâu 501 hay chai bự hơn cái này tí xíu mà nó có nửa hũ thôi, thì cũng là chai bự chắc là nó cho nó hết chai nó ấy sao. Thì bạn tốt nhất thì bạn nên lấy những cái chai đồ nhỏ gì nha, chai nhỏ là như chai 701 901 á. Tại mình có chia bán cho mấy anh em những loại phân bón đầu trâu mà cái chai này nó hết, lấy chai nhỏ chai bự nó chơi cho nửa chai đó, mà để nửa nắp nó vô là coi như xong á. Tốt nhất thì bạn sẽ là để nắp nhỏ ha, nắp nhỏ. Mình có cái gì cho tại mình thì nhiều khi anh em không biết cái hút vô nắm cái chết. Thì ví dụ có những cái chai bự, ví dụ mình bán cho chia sẻ bạn là 3 chai 501, 701, 901, thì trong đó chai 701 và chai 901 nó nhỏ, còn chai 501 nó hơi bự á, thì bạn nên lấy cái nắp của chai 701 ha. Lấy nắp của 7 chai cho chai 701 ha. À và hai chai 901. Chứ đừng có lấy cái nắp của chai 501 chai bự nha bạn. Chai bự cái nắp nó gấp đôi này, bạn đợi bạn một cây một nắp là coi như xong. Đúng là may mình rải nay mày rải nhiều thiệt mà. Rải quá trời rải luôn. Rải lên tới trên đòn. Bứng lên mà rải nước bụt bụt luôn. Đó. Thì những cái đợt mai này rất mạnh ha. Rồi, mình chừa lại miếng nha bạn. Mình bón không hết đâu nha. Đó thì các bạn có thời gian thì bạn môi lên, còn nếu không thời gian thì bạn bỏ vậy cũng được, khỏi môi. Và bạn nên nhớ là bỏ đều chậu và ép nó xuống cho nó đừng có cháy phân. Bỏ trời mát thì từ giờ tới sáng thì nó sẽ tan hết rồi. Còn bạn bỏ buổi sáng mà bạn không có bỏ, không có lắp đất lại á, bạn để nó ở dưới trời ngoài nắng thì nó sẽ trời nắng nó sẽ cháy phân, bây giờ nó mất hết chất dinh dưỡng ha. Thì phân nó cũng mình ở đây mình tại mình làm clip anh em mình chia sẻ mình lấy cái nắp mình đông thôi, chứ thật tới mình đi bỏ là mình chưa, từ nào xưa giờ mình chưa khi nào mình lấy nắp mình đông hết á. Rồi thì ví dụ lần này mình bỏ phân này đúng không ạ? Phần này làm bỏ phân này làm 10 ngày sau. 10 ngày sau mình sẽ đợi mình thôi, mình nói gì cho dễ hiểu ha. Cái đợt trước á mình mới cách đây 10 ngày mình chia sẻ với bạn là mình đã phun phân bón đầu trâu 501 này trên lá đúng không? Phun lá rồi. Thì nay là 10 ngày thì mình sẽ chia sẻ với bạn bỏ phân bò xanh này hoặc là phân Thái, hay là loại phân phò lẫn, nói chung là loại phân nào bị ca nào cũng được hết á, mà có hàm lượng đạm là đạm cao ha. Thì khi nào tới tháng 7 bỏ hàm lượng lan cao mình sẽ giới thiệu một bạn loại phân sau. Và là đó là 20 ngày đó bạn, bữa nay là 10 ngày tới 10 ngày sau mình sẽ bỏ phân hữu cơ BB nha. Đây hữu cơ BB bịch này thì 1 kg là mình mua nó 50 ngàn nha. Có thì có chỗ bán, có chỗ bán 4 mấy ngàn, chỗ bán 5 mấy ngàn, nói chung cũng tùy. Mà ở đây ở Phú Giáo mình mua là bịch này là 50 ngàn 1 kg. Bịch này 1 kg đi, nếu mà gửi tiền ship đi cho anh em thì chắc cũng phải 30-40 ngàn tiền ship nữa. Nên anh em tốt nhất là anh em nên mua tại chỗ mình cho chắc ha. Nhưng mà gửi mình có thể gửi như là phân này rẻ tiền thôi, nó nhẹ nó rẻ thôi. Chứ những là phân này cứ cả ký lần gửi đi khuê lắm. Gửi đi anh em phí tiền bịch phân. Phí tiền phân bịch phân thì mình mua đây mình bón có 50 rồi, mà anh em đi tới 80-90 ngàn bịch phân, có khi xa lên cả 100 ngàn. Thì đó là phí tiền của anh em quá nên mình không muốn gửi, là lý do tại đó. Cái mai của mình bán ở đây thì các bạn cứ khỏi phải lo cái vụ mà nó bộ đã yếu ha. Bạn khỏi phải lo cái vụ bộ đã yếu đi nha. Đó. Mai mình ở đây mình chăm sóc thì bạn thấy không? Đầu rải là trắng tinh, đầu cứ chắc cú, trời mưa mình nó vẫn dở lên phà. Đó, cây này có muốn trồng dậy trồng, muốn trồng đứng dậy trồng, mình chơi thử nghiêng nha. Lỡ cho nên hồi nãy nó nghiêng cho em nó lui. Mình cho được đứng cho em nó chút đi, để nghiêng quá em nó lên em chơi. Đó thì bạn thấy trên lớp này nè, lên trên lớp này mình tính cào thử, mình rải cám quá trời ha. Giờ bạn bỏ phân là nên ăn trực tiếp vô để cám luôn rồi. Mai giờ tới sáng cái thứ nước là nó ok. Thì ngay vậy ta. Sao nhổ lên cái gắn là xéo xẹo của em đó rồi. Cây mai bán rồi mà dám nhổ lên đi làm clip cho bạn. Công nhận trung liều. Nó giỡn cho vui thôi, chứ khi mà mình vận chuyển cho anh em nữa mình cũng nhổ lên mình để bầu và mình bó là luôn. Có nhiều người anh em hô nói gửi đi cho đỡ tốn tiền ship á, là khỏi tưới vô cây mai, khỏi tưới nước vô đây nè bạn, khỏi tưới nước vô cây mai và khỏi phải cắt bớt đất cho nhẹ ra. Thì mình cũng xin nói với anh em luôn, ví dụ anh em có lỡ như anh em làm tưới quên, anh em bỏ nước khô nước, anh em quên anh em cắt bớt đất cho nó nhẹ cái số ký lại. Thì ví dụ mình đi gửi đi đây thành phố này 100 ngàn cây này ha, thì anh em gửi đi có thể là 70 ngàn. Nhưng mà mình nói trước, trong bạn dư ra 30 ngàn, đó 30 ngàn nó không có đủ để bạn chăm sóc cây mai nó phục hồi lại đâu bạn. Đó thì mình các bạn cũng thông cảm giùm mình, thường đây mình gửi đi là mình tiền ship hơn, cao hơn người từ chỗ khác á,
là do mình bầu đất mình ướt kìa, mình quắn mình được gửi luôn chứ mình không có để quầy cho nó khô mình mới gửi. Gửi đi mà nó khô thì tới chỗ anh em trồng xuống nó sẽ heo lá và nó sẽ chừng đột lá đó một thời gian. Còn ở đây cái mai mình đây mình để bán cho mình giao lưu cho anh em á, là nó đang ra đột non đen thui, mình gửi đi anh em về anh em trồng xuống nó dẫn phúng ra luôn, nó không chừng lên ra, nó không chừng cái đột ra nha. Thì tiền ship hơi cao chút xíu mà đều nó an toàn cho cái mai. Mình cũng muốn giao lưu cho anh em trồng cây mai cho nó tốt, chứ mình buôn bán mình cũng không có muốn lời nhiều, mà lỡ như anh em trồng cây mai mà nó không có được như ý này kia rồi thì cũng tội cho anh em lắm. Dám bỏ ra 700-800 ngàn mua cây mai vậy trồng mà nó lỡ như nó chết rồi, vợ nó quýnh chết luôn, vợ chửi cho nghe, Tết mà không có bông chơi là nó đuổi khỏi cho ra quầy gò ôm mai ngủ luôn. Nên mình gửi mình để ý đất ướt ra, có khi mình còn tưới đất nước trên đây nữa thì mình muốn cho kỹ vậy đó. Thì các bạn tiền ship hơi cao chút xíu, hơi cao hơn vài 70 thì các bạn đừng có thông cảm giùm nha, bạn đừng có tính toán dù cái dài cao 20-30 ha, tại mình gửi vậy thôi. Thôi giờ nói vòng vò, mình đây chia sẻ cách bón phân mà đâu có nói cái vụ vô lưu mai được ha. Đó thì như hồi nãy anh em mình nói với anh em rồi đó, thì như anh em bón cây mai thì mình phải coi cái tình trạng của cây mai. Như cây này thì hiện giờ nó đang đứng lá đó mà, đã đứng già, những đọt này đang già đây, thì anh em có thể bón những cái cây bón những lượng phân có hàm lượng cao đó, thì anh em thấy đọt đang già đúng không, đọt đang già hết đây thì nó đang đứng ở đây, thì anh em có thể bón những lượng phân này. Mình dám bảo đảm chứ các bạn là khi bón lượng phân này 10 ngày sau là nó sẽ bung được tột đen ra liền, bung được đen liền. Mà trước anh em mà muốn cho nó bung được đen như vậy đó thì đầu tiên trước khi mà mùa qua Tết á, anh em phải cắt bấm cành hết là, và mình cắt đất và mình phải xử lý những cái bầu rễ cho nó thật tốt nha. Mình có thể dùng thuốc N3M hay gì mình xử lý bầu rễ cho thật tốt, dạng giá thể mình trộn thật là thoát nước, thật thoát nước thôi các bạn chứ không thoát nước nha. Thật thoát nước là có nghĩa là bạn trộn cái phần vỏ trâu á, vỏ trâu sống nó sẽ nhiều hơn sơ dừa tí xíu cho nó thoát cái nước cho tốt, và đặc biệt là mình phải lót cái đít chậu cho, ví dụ ở nhà anh em có xỉ than thì anh em nên đập xỉ than nhỏ ra và rửa cho sạch xỉ than ha, rửa cho sạch xỉ than rồi anh em lót lớp dưới chậu. Còn mình làm vậy thì nó mất thời gian đối với một cây hai cây thôi, còn như chung ở đây làm nhiều thì chung làm đơn giản lắm, bỏ một bụm cháu không chung xuống trước rồi bắt đầu bỏ cháu trộn rồi vô trồng vô, ok là nó thấy cái mai vẫn ra nè ở dưới. Hồi xưa mình bỏ cháu không quá trời mà giờ bạn thấy không, giờ nó đâu còn cháu không nữa đó, giờ bạn thấy nè, cháu nó đã xuống sữa dừa mình tưới nó là ngày nó lèn xuống. Các bạn phải làm sao cho cây mai bạn nó không có lèn vậy nha, nó không lèn thì nó bộ rễ nó sẽ mạnh, nó giờ phát hiện được chứ cây mai của bạn mà nó lèn á, nó giờ nó lèn cái dưới bộ rễ nó queo nó không có kiểm được, bạn cứ bỏ phân cỡ nào cỡ nó cũng không có ăn được cái lượng phân đâu đúng không, phân nó sẽ không ăn được cái lượng phân đâu. Nên các bạn tốt nhất thì các bạn nên làm cho cái bộ rễ mình nó thoáng ha, nó thoáng và nó đẹp thì cái lượng phân nó sẽ ăn, nó sẽ mạnh hơn. Đó, nó sẽ ok hơn. Mình thấy trồng mai cũng dễ lắm, thì mình cũng có làm clip chia sẻ bạn hết rồi. Có nhiều bạn hô trồng mai khó, mai cui, mai quèo, mai này kia, thì cây mai này thì mình cũng đã giao lưu anh em. Thì những cái bệnh gì đây, này là bệnh đáng thư thì mình cũng có đã chia sẻ anh em loại thuốc trị, và bệnh nấm hồng thì cũng có chia sẻ anh em loại thuốc trị. Nói chung là nhiều bạn nó cũng đơn giản lắm, các bạn đừng có cứ để cho nó tự nhiên ha, mình trị những loại thuốc nào khi nó bệnh mình trị thôi, và mình phòng ngừa những loại thuốc sâu này kia đồ bình thường. Mình thấy trồng mai cũng rất dễ, đơn giản, đâu có gì khó bạn. Các bạn đừng có thấy nhà cái cô bên kia trồng cây mai tốt quá, cây mai mình xấu quá, bạn cứ đem ra phân bằng vòng riết là nay mai qua ở với cô đó xin cây mai nó về trồng luôn, và cây mai mình tính đi tiêu rồi, cây mai mình không còn đâu. Thì cứ như chung là bón như là chất lượng ha, bạn bón cứ một tháng bón 3 lần, một lần bằng bón nửa cái số liều trên hướng dẫn thôi. Đó, thì như cái ba phân bông bón đầu trâu này lúc này già đọc chữ cũng thấy, bạn thông cảm như để nhìn sát cái đọc này. Phân bón đầu trâu này cái chỉ liều lượng nó đâu mình cũng quên tiêu, mình lâu quá mình không có dùng 2-3 gram 1 lít nước đó, là pha 2-3 gram 1 lít nước. Mà phân bón đầu trâu này thì các bạn có thể phun hoặc tưới gốc cũng được nha, nó phun định kỳ là 7-10 ngày lần đúng không, phun định kỳ 7-10 ngày lần hoặc sau khi tỉa cành nè, đó thì nó cũng rất chắc để hướng dẫn thôi. Thì bạn cứ pha cho 2-3 gram, thì đây mình cho 1 gram thôi, trong đây có muỗng 1 gram mình cho pha cho 1 lít nước đơn giản thôi. Rồi nó cho 2-3 gram 1 lít nước, mình 1 gram 1 lít nước là 1 muỗng này 1 lít nước bạn, 1 muỗng này 1 lít nước, lít nước mình 1 lít nước mình pha vô cái bình 1 lít á, mình múc 1 muỗng vậy ha.
muốn lưng thì bạn phải muốn dung đâu nha, muốn dung là hơn gam á, dung là hơn đó. Mình chia sẻ các bạn thì các bạn bóp phân bạn rồi bóp xuống đó bạn, đây là bạn một muỗng này là một gam nha, một muỗng bằng vậy thôi nha, muỗng bằng thôi đó, muỗng bằng em không được cũng không sao, muỗng bằng vậy bạn pha cho một lít nước bạn phun trên lá thấy không, phun trên lá cho nó bạn một bón hai cây này là một muỗng này các bạn, hai muỗng phun trên lá cho nó thấy không. Thì cái lần phun hai muỗng này bằng phun lá thì chắc một bình lít nước bằng phun hết trên lá thì cao lắm chừng một xị à, còn dư ba xị coi cái nhà mình có cây xài, cây khế, cây ổi, cái gì đó chế vô gốc đó chứ đừng có tiếc, chế luôn với gốc mai các bạn, chế gốc mai là không được nha, phun là phun, chế là chế nha. Rồi 10 ngày sau bạn cũng pha một muỗng này cho một lít nước, bạn tưới cho mỗi thằng mỗi nửa lít đó, mỗi thằng lít thì bạn cũng đã tưới gốc và đã bón thân rồi cũng ok rồi, khỏi cần mua lưu loại phân khác. Còn lần sau nữa các bạn không có phân BB này nè ha, không có BB thì ở nhà mình có phân bò, phân gà, phân gì đó, các loại phân hữu cơ phân nào cũng được, cứ bạn ủ cho nó quay đi, ủ 4-5 tháng gì nó quay ha, bạn chạy ra ngoài mấy cái vườn họ trồng cây ăn trái chạy siêu, mấy cái phân mà họ bỏ thường họ bỏ bao á, mình lại mình coi không có ai mình chôm nắm về mình bón vô, đó là chắc cứu phân quay, chắc cứu luôn, đó là phân quay bạn, nó quay rồi đó thì mình không có mình chân nắm gì mình bỏ, thì mai mình bỏ cả năm trời lo gì mà sợ đúng không bạn. Mình đây hồi xưa mình nhặt chân cấp đi cấp phân không mà mình lấy không lấy nhiều, mình lấy lần bao hồi chữ mình môi lấy chừng bụm thôi, bụm cái đem về bón cái mai mình chơi vui. Hồi xưa mình trồng mai 2-3 cây mà, còn giờ mình trồng mai nhiều rồi là đa số là mình phải đi mua phân không, mua cơ BB. Ở phân gà thì mình tự ủ, mình mua chi cô độc ma bạn, bịch chi cô độc ma đó, mình về mình bỏ phân gà vô, bỏ phân gà vô cái nếu bạn mua cái lu được, bạn bỏ phân gà vô, bỏ cái bạn rắc một lớp chi cô độc ma, bạn lấy nước bạn phun cái bạn bỏ phân gà vô, bạn rắc chi lớp chi cô độc ma, bạn lấy nước bạn lấy bình xịt phun bỏ làm đầy nhóc luôn, bạn để trong vòng một tháng trời, bạn lấy ra là bạn bón là nó lên ra nó tơi nhuyễn y như là phân gì ta, nó giống phân sông Giang nè. Còn nếu không bạn mua phân sông Giang mà bỏ cũng được, phân sông Giang bỏ cũng được, Giang bán bao 10 kg, hình như mình nhớ 10 kg là hình như 30.000 hay nhiêu, phân sông Giang á 10 kg 30.000, sông Giang thì bạn bỏ nhiều chút, phân sông Giang nữa bạn bỏ bụm vậy đi, cũng rất dễ, bạn đâu không có gì khó hết á, nên bạn cứ thoải mái mà bón phân mình ha, nhà mình có loại nào mình xào loại đó, mình không cần phải bón đúng loại phân. Rồi thôi, bữa nay nói cũng nhiều rồi, mình sẽ kết thúc clip đây, cảm ơn bạn đã theo dõi clip của Trung, hẹn gặp lại các bạn trong clip ngày mai, giao lưu mai ha. Thì mình để giao lưu là vui thôi, mình giao lưu thì chủ yếu cũng có cái tinh thần để cho anh em có cái mai chơi, bán giá cũng hợp lý ha, thì cho anh em có cái mai chơi, và cũng không quên để chia sẻ cách chăm sóc mai cho anh em đã theo dõi và quý mến Trung đâu. Thì cứ chu kỳ nào Trung bón phân Trung sẽ chia sẻ cho bạn hết từ đầu tới cuối ha. Rồi cảm ơn bạn đã theo dõi clip của Trung, xin chào bạn, hẹn gặp lại bạn trong clip sau nha. Những bạn nào chưa có đăng ký hay subscribe đăng ký nên subscribe kênh để ủng hộ Trung có thêm động lực làm những clip tiếp theo ha. Hoặc các bạn chia sẻ lên bạn bè trên trang cá nhân của bạn cho mọi người cùng xem để họ cùng biết cách chăm sóc mai như mình ha. Rồi cảm ơn bạn đã theo dõi clip của Trung. Trung chỉ lên đây là gọi là chia sẻ sơ thôi bạn, không phải là hướng dẫn nha. Mình chỉ chia sẻ cách chăm sóc thôi chứ không phải là mình hướng dẫn gì nha. Rồi xin chào bạn.